Các bạn nhìn thấy y như chiếc lá mọc từ cây ra không? Đây chính là loài côn trùng thuộc bộ bọ que, có tên là bọ lá. Chúng được mệnh danh là bản sao tuyệt vời của những chiếc lá cây, bởi chúng có hình dạng không khác gì những chiếc lá, thậm chí chúng còn có những đường gân như những đường gân trên lá cây. Cơ thể của bọ lá có chiều dài khoảng 10 cm, hai cánh trên dài và rộng, có màu xanh và hình cái lá, hai cánh dưới hình quạt nan, có nhiều gân và trong suốt. Bọ lá thuộc vào loại hiếm và cũng đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam.